khi tái lập tỉnh, Ân Thi là một huyện nghèo của tỉnh, thường được ví với câu ca đường Ân Thi xe gì cũng hỏng. Thu nhập của người dân chủ yếu từ cây lúa. Song từ khi tái lập tỉnh đến nay, để thoát nghèo và phá thế độc canh cây lúa, Ân Thi luôn chú trọng đến phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quy hoạch các cụm công nghiệp. Năm 1996, Ân Thi tách ra từ huyện Kim Thi thành huyện Kim Động và Ân Thi. Có xuất phát điểm thấp, hệ thống giao thông nhỏ hẹp, tỷ lệ bê tông hóa đường thôn xã là 45%. Xuất phát điểm là huyện Thuần Nông, sản xuất nông nghiệp manh mún, lạc hậu. Thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 4,1 triệu đồng trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện lên tới 6%. Tỷ trọng sản xuất công nghiệp, xây dựng chỉ chiếm chưa đến 10%. Cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, huyện Ân Thi đã cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Giá trị sản xuất nông nghiệp và nuôi thủy sản trên 1 hectare canh tác thời điểm này đạt hơn 200 triệu đồng. Toàn huyện có gần 500 trang trại gia trại, trong đó có trên 60 trang trại doanh thu đạt trên 1 tỷ đồng trên năm. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng của huyện Ân Thi đến nay chiếm trên 60%. Huyện Ân Thi có hai lợi thế lớn, đó là nguồn nhân lực với khoảng 13 vạn dân và nằm trong khu vực trung tâm của tỉnh để phát triển công nghiệp, đô thị trong tương lai gần. Cùng với đó, hệ thống giao thông hiện đại kết nối với các vùng đô thị quan trọng khu vực phía Bắc tỉnh chạy qua địa bàn là lợi thế để huyện thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Hiện tại có một số khu công nghiệp, 3 cụm công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào danh mục quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.